Chuyên việc đến thế giới Pokemon, đạt được thành tựu hệ thống, chỉ cần mở khóa thành tựu là có thể đạt được khen thưởng. Sau khi kích hoạt hệ thống, chúc mừng ký chủ mở khóa hoàng kim thành tựu kích hoạt hệ thống, đạt được khen thưởng Banjira, hỗ trợ giấc mơ để đánh bại các đội tên lửa theo đuổi nó. Chúc mừng ký chủ mở khóa vàng thành tựu mộng ảo hữu nghị, đạt được khen thưởng khoái long, chỉ cần mở khóa thành tựu, cái gì cần có đều có. Không độc, sẵn khoái, yên tâm quan sát. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 Tiranitra Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nghiên cứu viên La Viễn, anh chính thức bị đuổi việc. Nghiên cứu của anh không có giá trị, công ty hy lỗ phu chúng tôi không cần một nhà nghiên cứu chỉ biết tiêu tiền, không biết kiếm tiền. Đây là tiền nghỉ việc của anh, mang nó rời khỏi công ty Hirup. La Viễn cứ mơ mơ màng màng như vậy, rời khỏi trụ sở công ty Hy Rút, quay đầu nhìn thoáng qua tòa nhà Hy Rút cao vút trong mây. Đây đến tột cùng là tình huống gì? Hắn bây giờ còn chưa rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Một giờ trước, hắn còn ngồi ở trước máy tính bổ phiên, như thế nào hiện tại liền thành bị đuổi ra khỏi cửa trước khi rút công ty nghiên cứu viên đâu. Đối mặt với sự chỉ trỏ của nhân viên qua lại, La Viễn tuyệt không bị đuổi ra khỏi cửa bi thương thật sự là mạc danh kỳ diệu. Hắn bây giờ còn mơ hồ đâu rồi, nhấc lên có chút lỏng lẻo đai lưng, đỡ đỡ sóng mũi trên khung đen kín mắt, hướng về trong trí nhớ nhà phương hướng đi đến. Răng rắc đẩy cửa lớn ra, la viễn tiện tay đem trang bị các loại tư liệu nghiên cứu cái rương ném qua một bên, cả người sụi lơ ở mềm mại trên sofa, trong miệng phát ra một trận rên rỉ. Thật thoải mái đây chính là thế giới Pokemon sao? Một cái ghế sofa lười biếng nằm thoải mái như vậy. La Viễn lấy tay nắm lấy sofa lười biến. Chất liệu thật thần kỳ, không chỉ có dạng tốt như vậy, còn có chức năng tự động đun nóng. Kabi, việc La Viễn bị hất thẳng xuống đất. Nguyên bản là sofa lười biến bị hắn đặt ở dưới thân, lúc này đã đứng lên, một đôi mắt bất mãn nhìn chầm chầm La Viễn vừa mới từ trên mặt đất đứng lên. À, ta nhớ ra rồi, ta giống như nuôi một con tiểu tạp bị thú. Hiển nhiên, vừa rồi bị hắn đè không phải người lười sofa, mà là tiểu tạp bỉ từ trong tủ lạnh lấy ra đồ ăn thần kỳ bảo bối đã sớm phối trí tốt trấn an tiểu tạp bỉ tâm tính có chút nổ tung la viễn ngồi ở trên sofa chân chính cẩn thận hồi tưởng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì ta hẳn là xuyên qua còn xuyên qua đến pokemon thế giới thành một cái hy công ty nghiên cứu viên hiện tại tôi sống một mình ở quang đông có chút tài sản vì các dự án nghiên cứu tốn quá nhiều tiền và không mang lại lợi nhuận cho công ty tôi đã bị sa thải. Nghiên cứu viên, đặc biệt là nghiên cứu viên của tập đoàn độc quyền xuyên khu vực như công ty Hirup, bất kể là địa vị xã hội hay là mức thu nhập đều là một nhóm đứng đầu thế giới này. Cái này từ tiền thân của mình bất quá không đến 20 tuổi có thể tại tất đất tất vàng thành phố Kim Hoàng mua lại lớn như vậy một tòa nhà phòng ở, còn nuôi nổi tiểu tạp so với loại này đại dạ dày vương là có thể nhìn ra, tiền thân của mình đến tột cùng là có bao nhiêu tiền. Nói về vua dạ dày. La Viễn nhớ rõ tiểu tạp bị người này một cái ánh trăng ăn cơm liền muốn ăn hết chính mình một phần năm tiền lương, mà hiện tại chính mình không có việc làm. La Viễn có chút hậu tri hậu giác rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Mới vừa xuyên việc đã thất nghiệp, đây là nháo cái dạng gì a? À? Bốp. La Viễn chụp quyển nhật ký trên mặt đất. Tiểu tạp bị ngẩng đầu, khó hiểu nhìn về phía La Viễn, tự hồ đang nghi hoặc chủ nhân của mình hôm nay tại sao lại nóng nảy như vậy ăn của ngươi. La Viễn đuổi tiểu tạp bỉ đi, nhặt quyển sổ bị mình ném trên mặt đất lên. Kế tiếp ta nên làm cái gì bây giờ? La Viễn có chút mê mang, hắn đối với thần kỳ bảo bối thế giới hiểu biết chỉ dừng lại ở hoạt hình, trò chơi, truyện tranh bên trên, tuy rằng hắn kế thừa tiền thân ký ức, nhưng kia chung quy không phải chính mình tự mình lĩnh hội, đối với thế giới này có chút nhìn không rõ ràng. La Viễn suy nghĩ, nhà huấn luyện là nghề nghiệp chủ lưu của thế giới này hẳn là có thể kiếm tiền đi. Đinh, kiểm tra đo lường đến từ then chốt nhà huấn luyện, mạnh nhất nhà huấn luyện thành tựu hệ thống kích hoạt bên trong. Kích hoạt hoàn thành, mạnh nhất nhà huấn luyện thành tựu hệ thống, chỉ cần ký chủ thỏa mãn đặc thù điều kiện là có thể đạt thành tựu, đạt được khen thưởng, hoan nghênh ký chủ sử dụng bản hệ thống. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được thành tựu. Thành tựu màu vàng kích hoạt, đạt được phần thưởng màu vàng. Trầm mặt ta liền biết, chỉ xuyên qua không hệ thống căn bản không hợp lý. Điều chỉnh một chút tâm tình kích động của mình. Hệ thống, phần thưởng màu vàng là cái gì? Phần thưởng đang mở ra. Mời lát nữa. Tốt nhất có thể có được một tấm thẻ ngân hàng vô hạn, chỉ cần không để cho hắn chết đói, cho dù đem quyển sách này đổi tên thành thần hào mạnh nhất của thần bảo bối cũng không tiếc. Đáng tiếc hệ thống cũng không thể như ý của hắn. Chúc mừng ký chủ thu được Pokemon Ban La, Ban Cát Lạp. Nhìn tinh linh cầu đột nhiên xuất hiện trên tay mình, là viễn kinh hải. Cái hệ thống này muốn hay không như vậy cho lực, Ban Di Ra A, biệt hiệu sa mạc bạo quân, chủng tộc giá trị 600 thành đô chuẩn thần. Ở trên địa cầu thời điểm, hắn vẫn rất ưa thích Ban Cát Lạp, không nghĩ tới chính mình xuyên qua về sau, hệ thống trực tiếp đưa một con. Vấn đề công việc cũng không cần lo lắng. Có một cái ban cát lạp, cộng thêm chính mình kiếp trước xem hoạt hình, truyện tranh tích lũy thần kỳ bảo bối tri thức, đi làm nhà huấn luyện cũng tuyệt đối có thể lăn lộn ra trò. Sách mới cầu sưu tầm, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu đặt mua. Chương 02 Tiểu Mậu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tạp Bỉ Tiểu Tạp Bỉ nghiêng đầu, nhìn về phía tinh linh cầu trong tay La Viễn. Nghi hoặc chủ nhân lúc nào lại tìm cho mình một đồng bạn Mau ăn ngươi ăn xong rồi la viễn không nói gì nhìn chậu thức ăn đã bị liếm sạch sẽ cùng tiểu tạp bỉ ông bụng tựa hồ còn chưa ăn no bất đắc dĩ chỉ có thể rót cho nó một phần thức ăn thần kỳ bảo bối sớm muộn gì cũng bị ngươi ăn nghèo la viễn nhìn tiểu tạp bỉ đang ăn vui vẻ vẻ mặt đau lòng ban cát lập tiểu tạp bỉ về sau có lẽ còn có thể biến thành ban cát lập tạp bỉ thú la viễn đột nhiên cảm giác tương lai của mình tự hồ cũng sẽ không tốt đẹp như hắn tưởng tượng. Trong nhà nuôi hai vị vua dạ dày lớn, chút tiền tiết kiệm của mình cho dù cộng thêm tiền từ chiếc coi như phong phú, tự hồ cũng chống đỡ không được mấy tháng. Phải tìm cách kiếm tiền cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên ở cửa. La viễn sửng sốt. Lúc này, sẽ là ai tới tìm ta? Mở cửa ra. Ngoài cửa là một tên gia hỏa vẻ mặt hả hê khi người gặp họa. Không biết tại sao, la viễn nhìn thấy người này liền cảm giác khó chịu có loại xúc động muốn đánh người người là ai người ngoài cửa nghe vậy vẻ mặt cứng đờ sau đó dùng ánh mắt cổ quái đánh giá la viễn một lần người người này không phải là bởi vì bị công ty sa thải đầu óc hỏng mất rồi chứ ngay cả ta cũng không nhớ rõ la viễn sửng sốt tên này hình như biết ta lấy lại ký ức la viễn rất nhanh nhận ra người trước mắt này đại mộc mậu sao ngươi đột nhiên chạy tới chỗ ta? đúng vậy, người trước mắt này chính là đối thủ một mất một còn của tiểu trí, cháu trai của tiến sĩ đại mộc, cao phú soái có thể đến được trên đầu ngón tay ở khu vực quan đông, đại mộc mậu. mình dường như cùng hắn quan hệ rất tốt. trong trí nhớ hai người quen nhau khi còn bé ở trại hè do tiến sĩ đại mộc tổ chức, tuy rằng cuối cùng La viễn nhảy lớp đến đại học thải hồng học, nhưng quan hệ của hai người vẫn rất tốt còn không phải nghe nói cậu bị người ta đuổi ra khỏi cửa thăm cậu sao? Tiểu mậu trực tiếp vòng qua gian viễn lẻn vào phòng, ngồi sổng phía trước tiểu tạp bỉ, lấy ra hai viên năng lượng đưa cho tiểu tạp bỉ, tiểu tạp bỉ nuốt xuống lộ ra vẻ mặt hạnh phúc. Nhà nghiên cứu thiên tài nổi tiếng ở Canto đã bị công ty Herun sa thải và tin tức này đã lan truyền ở cấp cao. Truyền ra rồi. Vẻ mặt la viễn cứng đờ. Đúng vậy, những tên kia đều cười nhạo cậu, nói cậu rõ ràng là làm học thuật, hết lần này tới lần khác muốn làm nghiên cứu ứng dụng, quả nhiên kinh ngạc rồi. Đám hỗn đảng này. La Viễn nghiến răng nghiến lợi. Cho nên ta sợ ngươi nghĩ không ra, chạy tới xem ngươi, thế nào, có cảm động hay không? La Viễn biểu môi, đóng cửa lại. Không cảm động. Xì, si, khẩu thị tâm phi. Lại nói tiếp, bị hy rút công ty sa thải, ngươi hẳn là thất nghiệp đi, kế tiếp dự định làm những gì nếu như không có chỗ để đi không bằng đến sở nghiên cứu của ông nội tôi cô biết đấy ông ấy chưa bao giờ từ bỏ việc mời cô làm trợ thủ không đi ta muốn kiếm tiền mặc dù vô số học giả đều hy vọng đi theo tiến sĩ đại mộc học tập nhưng trong đó cũng không bao gồm la viễn không riêng gì đảm nhiệm trợ thủ của tiến sĩ đại mộc tiền thân của mình sau khi tốt nghiệp đại học thải hồng ưu tú sớm quan đông có không ít sở nghiên cứu học thuật mời mình gia nhập nhưng hắn đều cự tuyệt ngoại trường nghiên cứu học thuật thật sự là quá khô khan trong đó quan trọng nhất chính là làm trợ lý cho tiến sĩ đại mộc tiền lương thật sự quá thấp bởi vì nghiên cứu học thuật đều do liên minh tài trợ mà căn cứ vào phương thức tính toán tiền lương của liên minh tiền lương mình lĩnh được ngay cả tiền mua thức ăn cho thẻ nhỏ cũng không đủ la viễn cũng sẽ không dùng yêu phát điện hắn không biết ở không có tiền tài chống đỡ tín niệm dưới tình huống hắn đối với nghiên cứu hứng thú có thể kiên trì bao lâu vì vậy cuối cùng anh ấy đã chọn công ty herov chỉ là bởi vì công ty hưu đưa ra mức lương trên trời mà các viện nghiên cứu khác không đưa ra được đáng tiếc chính là tiền thân của mình tại hưu công ty ngay người 2 năm tốn rất nhiều kinh phí làm ra một đống học thuật ý nghĩa rất cao nhưng là lại không có thương nghiệp giá trị lý luận nghiên cứu thành quả cuối cùng bị không thể nhịn được nữa hiu công ty đuổi ra khỏi cửa. La Viễn nghiêm mặt nói. Ta đã quyết định, ta không có ý định tiếp tục làm nghiên cứu viên. Nghe được lời La Viễn nói, tiểu mậu nhất thời kinh hải. Mặc dù La Viễn bị hy lỗ phu công ty sa thải, nhưng là phàm là hiểu rõ một ít nội tình người đều biết đây cũng không phải là La Viễn năng lực không được, mà là hắn nghiên cứu ra đồ vật không thể kiếm tiền mà thôi. Thành quả của La Viễn trong nghiên cứu học thuật là thập phần có giá trị, nhưng hiện tại một nghiên cứu viên có tài năng như vậy lại nói sau này không làm nghiên cứu nữa. Anh giống như đang treo chọc tôi. Tiểu Mậu vẽ mặt không tin. Không làm nghiên cứu viên, vậy cậu định làm gì? Ta muốn đi làm huấn luyện viên A. À? La Viễn đương nhiên nói. Ta suy nghĩ, làm huấn luyện viên cũng có thể kiếm nhiều tiền. Yêu cầu sưu tầm. Chương 03 trở thành một nhà huấn luyện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tiểu mậu khóe miệng giật giật. Ngươi muốn làm nhà huấn luyện, vậy ngươi ban đầu thần kỳ bảo bối đâu? Hắn chỉ chỉ tiểu tạp bỉ đang dơ chậu thức ăn lên chiến đấu với thức ăn. Tạp bỉ. Tiểu tạp bỉ đứng lên, hướng tiểu mậu quát, nó đối với bị gọi là tham ăn rất bất mãn, tuy rằng nó đích thật là một tham ăn. Little Kabi chỉ là một trong số đó, và tôi có những Pokemon khác. La Viễn lắc lắc tinh linh cầu chứa ban các lạp. Tùy ngươi, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Tiểu mậu nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin của La Viễn cũng không tiện khuyên can, nhưng hắn hiển nhiên không cho rằng La Viễn có thể có bảo bối thần kỳ lợi hại gì. Trong ấn tượng của hắn, trong tay nghiên cứu viên hẳn là đều là ba hợp nhất từ quái các loại thần kỳ bảo bối. Suy nghĩ một chút tiểu mậu nói. Ngày mốt nhóm huấn luyện viên mới của chúng ta sẽ xuất phát, nếu không cậu cũng cùng đi, tôi nói với ông nội tôi một chút, cũng chuẩn bị cho cậu một con bảo bối thần kỳ ban đầu. Quên đi. La Viễn cũng không muốn làm phiền tiến sĩ Đại Mộc. Tuy rằng ngự tam gia rất tốt, nhưng là ban cát lạp của hắn đã đủ mạnh, hơn nữa một con ngự tam gia cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, quan trọng hơn là hắn lại phải gánh vác nhiều một phần độ ăn bảo bối thần kỳ. Không có việc gì, đây kỳ thật cũng là ngươi nên được, Ngươi còn nhớ rõ lúc trước tham gia trại hè thời điểm có ký một phần hiệp nghị sao? La Viễn cẩn thận suy nghĩ một chút. Hình như là có một thứ như vậy, đó không phải là quy tắc an toàn sao? Đúng vậy, phần hiệp nghị kia chính là viết, chỉ cần tham gia trại hè, ở tương lai đạt tới trở thành huấn luyện viên tuổi sau, là có thể đạt được một cái liên minh cho ban đầu Pokemon. Vậy được rồi. Lần này La Viễn không cự tuyệt lúc trước hắn chỉ là không muốn gây thêm phiền toái cho người khác. Vậy đi nhanh lên, em gọi điện thoại cho ông nội trước, lát nữa anh ngồi xe em cùng đi chân tân trấn. Nửa giờ sau. Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Ngồi lên xe thể thao của tiểu mậu, la viễn đỡ kính trăm của mình. Lúc này trang phục của hắn đại biến bộ dáng, nguyên bản một thân áo blue trắng nghiên cứu viên đổi thành trang phục thám hiểm thập phần thích hợp hoạt động giả ngoại đằng sau lưng là dòng ba lô không gian dung lượng lớn khám phá do công ty hy lỗ phu phát hành hạn chế ở quang đông dung lượng siêu lớn đủ để đáp ứng mọi nhu cầu mang theo của các nhà thám hiểm sống ở nơi hoang dã quanh năm trên chân là một đôi giày trợ lực của công ty hy lỗ phu còn đang trong giai đoạn thử nghiệm có thể giảm bớt mệt mỏi do đi bộ leo núi mang lại bên hông đeo đai lưng huấn luyện viên đa năng có chức năng tự động thu hồi tinh linh cầu ném đi đồng dạng cũng là sản phẩm vẫn đang trong giai đoạn thí nghiệm Sao lại so sánh với anh, tôi cảm thấy đẳng cấp xe thể thao của tôi đều thấp hơn. Tiểu mậu nhìn la viễn võ trang đầy đủ, khóe miệng run rẩy, nói ra suy nghĩ trong lòng mình. La viễn một thân trang bị này giá trị xa xỉ, hơn nữa rất nhiều đều là có tiền cũng mua không được đồ tốt, hắn thấy được thập phần hâm mộ. Chúng ta chỉ đi làm huấn luyện viên, không phải đi thám hiểm, trang bị của ngươi chuyện to chuyện bé đi. Nếu đã lựa chọn làm người huấn luyện, vậy phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, dù sao giả ngoại thế nhưng là rất nguy hiểm. La Viễn nói. Dù sao những thứ này đều là từ hy rút công ty làm tới, cũng không tốn tiền, không cần uổng phí không cần. Giả bộ không nổi La Viễn, tiểu mậu sáng suốt lựa chọn nói sang chuyện khác. Vừa rồi em đã nói chuyện điện thoại với ông nội, ông ấy nói sẽ giúp anh chuẩn bị thêm một con bảo bối thần kỳ ban đầu, chỉ cần qua đăng ký nhận là được. Vậy còn chờ gì nữa, xuất phát đi ngươi những lời này nói được giống như ta đột nhiên biến thành tài xế của ngươi tiểu mậu một bên bật lửa khởi động xe thể thao một bên chăm chọc nói trong tiếng xe thể thao ầm ầm hai người nghênh ngang rời đi bỏ lại thành phố kim hoàng xa xa phía sau khi xe thể thao vừa rời khỏi nhà la viễn một đám người chen chúc vọt tới trên đường phố đuổi theo một khoảng cách nhưng hai chân hiển nhiên là chạy không lại xe thể thao chết tiệt chúng ta đến muộn một người dẫn đầu nhìn chiếc xe thể thao đã biến thành điểm nhỏ cắn răng tức giận mắng một tiếng lấy ra máy truyền tin lão đại nhiệm vụ thất bại mục tiêu bị đại mộc gia đại mộc mậu tiếp đi kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ trong máy truyền tin truyền đến thanh âm trầm thấp nhiệm vụ của các ngươi kết thúc lưu lại một bộ phận người giám sát mục tiêu nhà ở những người còn lại rút về căn cứ vâng người trung niên cầm đầu lên tiếng không cam lòng nhìn thoáng qua phương hướng xe thể thao đi xa, quay đầu hướng thủ hạ phía sau hạ lệnh. Đội một nhìn thẳng nơi này, những người còn lại theo ta rút lui. Này! Hắc y nhân trong nháy mắt liền biến mất không thấy, đường phố vốn chật ních hắc y nhân chỉ còn một khoảng trống. Một loạt quá trình này khiến người qua đường vẽ mặt mơ hồ, đây là đang đóng phim sao? Yêu cầu sưu tầm. Chương 04. Đột phát sự kiện bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thành phố Tru Niu bầu trời xanh thẳm, những ngọn núi bao quanh, và cối xây gió của viện nghiên cứu Đai Kỳ từ từ chuyển động theo làn gió nhẹ trên ngọn đồi giữa thị trấn. Đối chiếu với chân tân trấn trong trí nhớ của mình, La Viễn cảm khái nói. Chân tân trấn một chút cũng không thay đổi, cùng trước kia giống nhau như đúc. Lúc trước trong liên minh có vài người đề nghị mở rộng cải tạo chân tân trấn, nhưng bị ông nội ngăn cản. Tiểu mậu ở một bên giải thích, La Viễn gật gật đầu, thị trấn chân tân cho người ta cảm giác hài hòa, thị trấn nhỏ và môi trường xung quanh vô cùng hòa hợp, chắc hẳn tiến sĩ Đại Mộc cũng nhìn ra điểm này, không muốn phá hư môi trường sinh thái xung quanh, cho nên mới từ chối đề nghị mở rộng. Đi thôi, đến viện nghiên cứu. Hắn dẫn đầu. Đi tới, La Viễn liếc mắt một cái liền thấy được một tiến sĩ Đại Mộc tóc bạc lại có vẻ thập phần kiên cường. Tiến sĩ Đai Kỳ lúc này đang ngồi sổng xuống, tưới nước cho một con ếch, Gia Gia. Đại Mộc Tiến Sĩ ngẩng đầu nhìn thấy người tới, buông nước trong tay xuống, cười nói. Tiểu Mậu, còn có La Viễn, các ngươi tới rồi. Tiến Sĩ Otuki. Trong trí nhớ, đây không phải lần đầu tiên hắn và Tiến Sĩ Đại Mộc gặp mặt. Trước kia La Viễn thường xuyên thông qua điện thoại video tìm Tiến Sĩ Đại Mộc thảo luận vấn đề học thuật. Đại mộc tiến sĩ đem hạt giống ếch thần thu hồi trong tinh linh cầu, đặt lên bàn sự tình tiểu mậu lúc trước ở trong điện thoại đều nói với ta, không nghĩ tới La Viễn ngươi cư nhiên lựa chọn trở thành một cái huấn luyện gia, thật sự không cân nhắc một chút sao? đến sở nghiên cứu của tôi làm trợ lý cho tôi, mấy năm nay anh cũng đạt được không ít thành quả nghiên cứu, nếu xin liên minh cũng có thể xin được không ít trợ cấp. tiến sĩ Omi vẫn chưa từ bỏ lời mời La Viễn trở thành trợ lý của ông. La Viễn lắc đầu, không, tôi đã suy nghĩ rồi. Tôi vẫn muốn thừa dịp tuổi trẻ ra ngoài xem. Tiền lương chỉ là một mặt, nhưng thứ nhất tuy rằng hắn kế thừa trí nhớ tiền thân, nhưng hắn đối với nghiên cứu không quá cảm mạo. Thứ hai hắn nếu xuyên qua đến thần kỳ bảo bối thế giới, dù sao cũng muốn lãnh hội một chút thế giới này phong thái, cũng không thể cô phụ chính mình mới đạt được hệ thống. Ha ha, ngươi nói cũng đúng, tuổi trẻ nên ra ngoài lang bạc một phen. Tiến sĩ Daiki cười ha ha, khi còn trẻ là nhà huấn luyện nổi tiếng ông hiểu rất rõ điều này, vì vậy cũng từ bỏ ý định tiếp tục mời La Viễn. Lúc trước tiểu mậu hẳn là cũng nói với ngươi, làm tham gia qua trại hè người mới huấn luyện gia, có thể từ ta nơi này đạt được một cái ban đầu Pokemon, ta đã chuẩn bị tốt Pokemon rồi. Tiến sĩ Daiki lấy ba quả cầu tinh linh trên bàn, thả ra Pokemon bên trong. Hỏa hệ tiểu hỏa long, thảo hệ diệu ít hạt giống, thủy hệ kiệt nghi quy, quan đông khu ngự tam gia ngươi hẳn là cũng đều hiểu rõ, như vậy chọn một con đi. Ba Pokemon này là những Pokemon tuyệt vời được lựa chọn cẩn thận và nuôi dưỡng cẩn thận, như bạn có thể thấy từ độ bóng của bộ lông và đôi mắt sáng của chúng. Đối với bản thân La Viễn mà nói, vô luận là hạt giống ếch dịu, tiểu hỏa lông hay là kiệt ni quy hắn đều rất thích. Nhưng sự thật là hắn chỉ có thể chọn một trong ba con. Ba chọn một. Chọn cái nào? La Viễn rơi vào trầm tư. Nếu muốn trở thành nhà huấn luyện, như vậy không thể không cân nhắc phối hợp đội hình đội ngũ. Chủ lực hiện tại của mình là bảo bối thần kỳ ban các lạp là thuộc tính ác nham thạch, tiểu tạp bị phụ trách bán manh là thuộc tính bình thường, hai bảo bối thần kỳ đều bị bảo bối thần kỳ hệ cách đấu khắc chế. Tuy rằng lấy ban các lạp cường đại, bình thường cách đấu hệ thần kỳ bảo bối cũng không đủ nó một tay đánh, nhưng nhược điểm này La Viễn không thể xem nhẹ. La Viễn hạ quyết tâm. Ta lựa chọn. Bùng không đợi hắn nói ra lựa chọn của mình bên ngoài sở nghiên cứu đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh thật lớn ba người trong sở nghiên cứu đồng thời sửng sốt đã xảy ra chuyện gì bên ngoài viện nghiên cứu đại mộc la viễn nhìn về phương vị truyền đến tiếng nổ khói đen cuồn cuộn che khuất bầu trời ánh lửa chiếu đỏ nửa bầu trời hai loại màu sắc trộn lẫn cùng một chỗ tràn ngập không rõ là cháy rừng thường bàn sâm lâm bốc cháy rồi la viễn vừa nhìn tình huống này lập tức phán đoán ra đã xảy ra chuyện gì. bất quá hắn rất tò mò, hắn không nhớ rõ lúc nội dung vở kịch bắt đầu thì trấn chân tân có phát sinh hỏa hoạn a. À, hiện tại đây là tình huống như thế nào? hỏa hoạn. sao lại đột nhiên bốc cháy? tiểu mậu cũng bị một màn trước mắt này làm cho kinh ngạc. từ khi hắn bắt đầu nhớ lại, thường bàn sâm lâm chưa bao giờ phát sinh hỏa hoạn, làm sao có thể đột nhiên bốc cháy? đừng quan tâm chuyện này, tiểu mậu la viễn hai người các ngươi nhanh đi thường bàn thị đem nơi này phát sinh hỏa hoạn chuyện báo cho Duy và dung sa bảo bọn họ tìm người đến dập lửa ta đi trước ngăn cản hỏa thế lan tràn đại mộc tiến sĩ phản ứng rất nhanh chóng hắn lập tức lấy ra tinh linh cầu thả ra hắn so điêu để tôi đi cùng anh tiến sĩ đại mộc tôi cũng có thể giúp một chút la viễn nói nhìn ngọn lửa lớn ở phương xa nếu như không tiến hành ngăn cản chỉ sợ sẽ lan tràn đến chân tân trấn La Viễn cảm thấy mình hẳn là đi ngăn cản trận hỏa hoạn này. Yêu cầu sưu tầm Chương 05 Rừng đầm hỏa hoạn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio La Viễn, ngươi Tiểu mậu nghe La Viễn nói, mở to hai mắt nhìn. Vậy tiểu mậu tự đi đi, La Viễn đi theo ta. Đại mộc tiến sĩ hiển lộ ra một mặt quyết đoán của hắn, lấy hiểu biết của hắn đối với La Viễn, biết La Viễn không phải loại người không biết nặng nhẹ loại tình huống khẩn cấp này hắn cũng không kịp hỏi nhiều, cho nên hắn trực tiếp kéo La Viễn qua, ngồi vào trên lưng Bỉ Điêu. Xin anh, Bỉ Điêu, dẫn chúng tôi đến nơi xảy ra hỏa hoạn. So. Bỉ Điêu ánh mắt sắc bén, cao vút kêu lên một tiếng, chở hai người phóng lên trời. Tuy rằng tiểu mậu lo lắng cho La Viễn, nhưng gọi người cứu hỏa quan trọng hơn, cậu vội vàng chạy về sở nghiên cứu liên hệ với Cục Cảnh sát thành phố Thường Bạn. Tới gần nơi xảy ra hỏa hoạn, La Viễn chỉ cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt. Trong rừng rậm phía dưới thỉnh thoảng phát ra tiếng cây cối bị thiêu đốt nổ vang. Các bảo bối thần kỳ bình thường sống trong rừng rậm thường bàn hốt hoảng chạy trốn. Đối với Pokemon, khu rừng chăn nơi họ sống đã trở thành một địa ngục đang cháy. Như là Ba Ba, liệt tước loại này biết bay thần kỳ bảo bối sớm đã chạy trốn, chỉ còn lại có không có năng lực phi hành thần kỳ bảo bối vẫn đang tìm đường chạy trốn. Bỉ điêu để cho phía dưới thần kỳ bảo bối hướng đông chạy. Đại Mộc Tiến sĩ đơn giản phán đoán một chút hướng gió nói: "Gió là thổi về phía nam, ngược gió mà đi sẽ bị thiêu chết, thuận gió chạy sẽ chỉ bị hỏa diễm đuổi đến mệt mỏi, chỉ có chạy về hai bên mới có thể tránh thoát hỏa diễm, mà phía đông có một tòa hồ nước, đi nơi đó mới có hy vọng chạy trốn." Theo bỉ điêu phân phó xong, Đại Mộc Tiến sĩ ném ra một viên tinh linh cầu khác của mình, bạch quan chợt lóe một con thần kỳ bảo bối cao lớn thân hình màu vàng đất xuất hiện ở trong rừng rầm phía dưới. Thật xin lỗi túi lông, cho ngươi xử lý chuyện khó giải quyết như vậy, bất quá vẫn là muốn nhờ ngươi, chế tạo sử dụng phá hư tử quan, ở phía trước chế tạo ra một cái cách ly mang đến. Túi Nhìn cảnh hỏa hoạn trước mắt, túi lông gật đầu. Há miệng ra, năng lượng màu vàng ở trong miệng ngưng tụ, sau đó một đạo tử quan phá hư thô to từ trong miệng túi lông phun ra, từ phía trước quét ngang mà qua, từng mảng cây cối bị chặn ngang cắt đứt, trên mặt đất bị phá hư tử quan sinh sinh cày ra một đạo khe rảnh thật sâu. Trước mặt túi lông, hình thành một khu cách ly hình quạt, thế lửa lan tràn ngăn trở. Bất quá không đợi hai người cao hứng, một trận cuồng phong gào thét mà qua, thế lửa lần nữa dâng cao. Không được, gió lớn quá, lửa lan tràn quá nhanh, túi lông khống chế không được. Lúc này, La Viễn một mực ở bên cạnh bàn quan nói đại mộc tiến sĩ, để cho ta thử xem đi. Nói xong, hắn không đợi đại mộc tiến sĩ ngăn cản, vùng tay ném ra tinh linh cầu của mình. La Viễn Đại mộc tiến sĩ thấy La Viễn đột nhiên ném tinh linh cầu, quá sợ hãi. Hiện giờ thế lửa phía dưới đã không thể khống chế, cho dù là túi lông của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản nhiệt độ cao phía dưới, lúc này đem bảo bối thần kỳ phái đi quả thực chính là không chịu trách nhiệm đối với bảo bối thần kỳ. Chỉ là lời trách cứ của hắn còn chưa nói ra khỏi miệng, chỉ nghe một tiếng rít gào từ phía dưới truyền đến. Đại mộc tiến sĩ theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một con hình thể thập phần khổng lồ, thần kỳ bảo bối đứng thẳng hai chân đứng ở trong rừng rậm phía dưới. Màu xanh lá cây phản phất khoát lên thân thể có khôi giáp dày, hoa văn chạm rỗng trên ngực và chân, sau gáy, cổ, vai mọc gai nhọn dài ngắn không đồng nhất, mang đến cho nó cảm giác sức mạnh vô cùng. Tiến sĩ Omi kinh ngạc nhìn thoáng qua La Viễn, hắn chưa từng nghĩ tới La Viễn còn chưa phải là huấn luyện viên Pokemon lại có thể phái ra ban cát lạp. Bất quá hiện tại không phải rối rắm cái này thời điểm, theo ban cát lạp lên sân khấu, phía dưới trong rừng rậm thời tiết đột biến, nguyên bản chỉ là gió thổi, hiện tại bắt đầu dơ lên bão cát. Các vùng tung bay đánh vào trên cây cối đang cháy, thế lửa trở nên ngăn cản. La Viễn ngồi ở sau lưng bỉ điêu, hắn có thể cảm nhận được giữa mình và ban cát lạp mơ hồ tồn tại liên hệ ban cát lạp sử dụng nham thạch dùng đá dọc theo chiến hào chế tạo tiếp tục cách ly vành đai la viễn hạ lệnh kỳ thật không riêng gì la viễn cảm nhận được loại liên hệ mơ hồ này ban cát lạp đồng dạng có thể cảm giác được loại liên hệ này làm cho ban cát lạp đối với la viễn thập phần thân mật đối với la viễn hạ đạt mệnh lệnh tự nhiên là một vạn cái phục tùng hống với tiếng gầm lớn của ban di ra tảng đá khổng lồ được Banjira nâng lên và đập vào những cái cây đang cháy. Tiến sĩ Daiki thấy vậy vội vàng nắm lấy cơ hội. Túi lông, chúng ta tiếp tục sử dụng phá hư tử quan, phối hợp với Banjira. Âm thanh ầm ầm không ngừng, theo sự cố gắng của Ban Cát Lạp và Bao lông, một giải lửa bất quy tắc do nham thạch xây thành dần dần thành hình. Ngọn lửa đã được kiểm soát. Yêu cầu sưu tầm. Chương 06 Thường bàn chi lực bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Với những bức tường được xây dựng bằng đá làm đường phân chia, một bên là ngọn lửa đang cháy và bên kia là khu rừng đang phát triển. Sau khi Banjira dùng đá ngăn cách ngọn lửa với khu rừng, mặc dù ngọn lửa vẫn dữ dội, nhưng ít nhất nó sẽ không tiếp tục lan rộng. Tiến sĩ Đại Mộc thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Ngọn lửa tạm thời đã bị khống chế, chúng ta đi xuống trước đi kêu Banjira và Baguron theo dõi tình hình hỏa hoạn và dập tắt ngọn lửa vượt qua vành đai cách ly bất cứ lúc nào, tiến sĩ Daiki và Luo Yuan đáp xuống hồ. Bên hồ tụ tập đại lượng tinh linh, đều là thần kỳ bảo bối nghe theo bỉ điêu chỉ huy từ trong hỏa hoạn chạy trốn. Lúc này chúng nhìn thấy bỉ điêu từ trên trời đáp xuống, yên lặng nhường cho bỉ điêu một khoảng đất trống. Lúc này đây nhờ có ngươi, la viễn, nếu không phải ngươi, thế lửa chỉ sợ còn tiếp tục lan tràn tiến sĩ đại mộc cảm khái nói hắn mang la viễn tới vốn chỉ là muốn la viễn giúp hắn nghĩ ra chủ ý không nghĩ tới la viễn cho hắn kinh hỷ lớn như vậy ta chỉ là làm chút chuyện đủ khả năng nếu thế lửa lớn hơn một chút chỉ sợ ta cũng bất lực anh quá khiêm tốn tiến sĩ đại mộc nói tuy rằng la viễn nói rất nhẹ nhàng nhưng trong lúc nguy cấp vừa rồi la viễn có thể quyết đoán lựa chọn ra tay hơn nữa chuẩn xác truyền đạt mệnh lệnh chính xác cho ban các lạp, loại nhiệt tình yêu thương và tài năng đối với bảo bối thần kỳ này, cũng đã vượt qua tuyệt đại đa số nhà huấn luyện. La Viễn Văn cười cười. Trận hỏa hoạn này còn kéo dài bao lâu nữa? La Viễn nhìn khu rừng vẫn đang cháy hừng hực sau vành đai cách ly. Từ trên cao nhìn còn không cảm thấy như thế nào, nhưng từ trên mặt đất nhìn, cổ hỏa diễm này thật sự là khủng bố. Nếu như không có ai can thiệp, trận hỏa hoạn này ít nhất còn phải kéo dài vài ngày. Đại Mộc tiến sĩ ngữ khí trầm trọng nói. Bất quá tiểu mậu đi liên hệ thường bàn thị quân toa rồi, thường bàn thị có kiểm lâm viên hiệp hội phân bộ, chờ lát nữa bọn họ hẳn là sẽ phái người tới cứu hỏa. Hiệp hội kiểm lâm bảo bối, thế giới này tuyệt đối không có tổ chức nào yêu thích bảo bối và rừng rậm hơn bọn họ, nghe nói thành phố thường bàn xảy ra hỏa hoạn rừng rậm, bọn họ nhất định sẽ đến dập lửa nếu để mặc cho ngọn lửa này tiếp tục thiêu đốt vài ngày, có trời mới biết còn có thể xảy ra tình huống ngoại ý muốn gì. Dù sao thì cậu ấy và tiến sĩ Otuki cũng không thể nhìn chầm chầm vào đây được. Đột nhiên trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ ngăn cản rừng rậm hỏa hoàng tiếp tục lan tràn, bảo vệ đại lượng Pokemon, mở khóa thành tựu rừng rậm thủ hộ giả, đạt được khen thưởng thường bàn chi lực, thường bàn chi lực. Khả năng kỳ diệu có thể chữa lành vết thương, cảm nhận cảm xúc của Pokemon. Cứu hỏa cũng có thể mở khóa thành tựu sao? La Viễn không nghĩ mình cứu hỏa lại có thể mở khóa thành tựu. Về phần nói thường bạn chi lực hắn biết, nghe đồn cứ cách 10 năm thường bạn xâm lâm sẽ xuất hiện một người nắm giữ năng lực đặc thù. Nghĩ tới đây, La Viễn mở miệng hỏi. Đại Mộc Tiến Sĩ, ngươi nghe nói qua thường bàn chi lực sao? Thường bàn chi lực. Tiến sĩ Daiki đang trấn an Pokemon cẩn thận suy nghĩ một phen lắc đầu nói: "Ta chưa từng nghe nói qua cái gì thường bàn chi lực, đó là cái gì?" "Lại không có thường bàn lực." La Viễn đầu tiên là sửng sốt, sau đó như có điều suy nghĩ, thường bàn chi lực là thứ đặc biệt trong truyện tranh đặc biệt của Bảo Bối thần kỳ, mà trước mắt xem ra thế giới mình xuyên qua là thế giới quan của TV, không có thường bàn chi lực cũng bình thường. "Không có gì." La Viễn chuyển đề tài tiến sĩ Đại Mộc, để tôi giúp ông trấn an Pokemon. Được, ngươi cũng tới thử xem. Tiến sĩ Đại Mộc tránh ra, một con cỏ bước đi rung lẫy bẩy xuất hiện trước mặt La Viễn. Con cỏ đi đường này hiển nhiên là bị lửa lớn bất thình lình làm cho sợ hãi, phiến lá màu xanh lá cây trên đỉnh đầu rủ xuống, đôi mắt to bằng hạt đậu nhắm chặt lại, thân thể màu xanh xám rung lẫy bẫy. Lúc trấn an động tác phải nhẹ nhàng, tiểu tử này bị hỏa hoạn vừa rồi dọa sợ, Pokemon trong trạng thái này rất khó giao tiếp, cho nên phải kiên nhẫn. Không đợi tiến sĩ Đại Mộc nói xong, La Viễn cúi người xuống, vận dụng thường bàn lực mình vừa có được, đem bàn tay đặt ở trên người có đi đường. Đột nhiên bị người ta bắt được, có bước đi càng run rẩy hơn. Bất quá rất nhanh, có đi đường liền không run rẩy, bởi vì nó từ trên bàn tay kia cảm giác được thân cận, thoải mái khí tức. Nguyên bản bởi vì vừa mới trải qua hỏa hoạn, thần kinh căng thẳng, đối với hết thảy đều ông cảnh giác đi đường cỏ lúc này quên mất sợ hãi lặng lẽ mở mắt sao vậy hành hành thảo nghi hoặc nhìn nhân loại trước mắt không biết vì sao khí tức thoải mái như vậy lại truyền đến từ một nhân loại bất quá nó không có suy nghĩ nhiều nó đi về phía trước hai bước tựa vào la viễn bên chân tìm cái thoải mái tư thế đang ngủ đồng thời rất nhiều bảo bối cảm giác nhạy bén cảm giác được hơi thở trên người La Viễn cùng một nguồn với thường bàn xâm lâm, nhào nhào áp sát vào La Viễn. Tiến sĩ Đại Mộc La Viễn thật đúng là được thần kỳ bảo bối hoan nghênh A. À. Cảm tạ thư hữu A 100 điểm khen thưởng, cùng với thư hữu trương gia huy 1.000 điểm khen thưởng. Tiếp tục cầu sưu tầm đồng thời cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đánh giá hoa tươi. Chương 7 Chữa trị bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong đông đảo bảo bối thần kỳ vây quanh hắn, La Viễn đột nhiên phát hiện có một thân ảnh màu vàng đang ôm đầu ngồi sổng ở một bên, bộ dáng thập phần thống khổ. Con vịt kia. Là bị bỏng sao, tiến sĩ Daiki nhìn theo ánh mắt của La Viễn, phát hiện con vịt kia. Vết thương ở đầu, bị bỏng rất nghiêm trọng, phải xử lý nhanh lên. Với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu Pokemon, tiến sĩ Daiki đã phán đoán tình trạng của việc triết chơ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tiến sĩ Daiki, để tôi làm cho. Đem một con ếch mặt dày mày dạng nhất định phải cọ lên người hắn ném qua một bên, la viễn ông lấy công việc có thể đạt tới đầu bị bỏng này. Ánh huỳnh quang màu xanh lá cây sáng lên, có thể đạt tới bộ phận bị bỏng của đầu việc chậm rãi khôi phục, ba cọng lông bị đốt sạch trên đỉnh đầu cũng chậm rãi sinh trưởng ra. Hoa! Wow. Có thể đạt việc cảm giác không đau, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu một lần nữa mọc ra ba cọng lông, phi thường cao hứng. Tiến sĩ Đại Mộc vẻ mặt khiếp sợ. Vừa rồi đó là. Đây là năng lực đặc thù của ta. La Viễn giải thích. Hắn vốn không có ý giấu giếm mình có được thường bàn lực, đưa tay kéo qua một tiểu lạp đạt, trên bàn tay lục quang lóe lên, vết xước trên đùi tiểu lạp đạt liền biến mất không thấy. Là siêu năng lực đại mộc tiến sĩ trước tiên liền liên tưởng đến kim hoàng đạo quán nổi tiếng thành phố kim hoàng tại kim hoàng đạo quán dưới cờ thì có một cái siêu năng lực người yêu thích hiệp hội hắn đối với hiệp hội này có chút hiểu biết bên trong hội viên đích xác có chút lực lượng thần kỳ la viễn đã sớm nghĩ kỹ giải thích đây không phải là loại niệm lực của thành phố kim hoàng là một loại năng lực đặc thù khi ta còn nhỏ thức tỉnh hiệu quả là có thể làm cho câu thông giữa ta và thần kỳ bảo bối càng thêm nhẹ nhàng cũng có thể chữa khỏi một ít thương thế trên thế giới này có rất nhiều người có năng lực đặc thù tỉ như lực sống dẫn sống lực trồng thậm chí phương pháp rèn luyện niệm lực cũng đã bị nhân loại nắm giữ có một loại có thể làm cho thần kỳ bảo bối càng thêm thân cận đồng thời có được năng lực chữa khỏi đặc thù tuy rằng hiếm thấy nhưng không tính là chuyện lớn gì đây cũng là nguyên nhân hắn không lựa chọn giấu giếm vì hoàn toàn không cần thiết cậu không đến nghiên cứu bảo bối thật sự là đáng tiếc tiến sĩ Omi xúc động nói. Nếu là một nhà nghiên cứu, khả năng này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu thói quen sống của Pokemon. Trong mắt hắn, lấy lực tương tác với bảo bối thần kỳ của La Viễn, quả thực chính là vì nghiên cứu bảo bối thần kỳ mà sinh. Nếu như không phải lúc trước ban các lạp đã thể hiện ra La Viễn làm người huấn luyện tài năng, hắn cho dù liều mạng này khuôn mặt già nua, cũng muốn La Viễn trở thành trợ thủ của hắn. Hay là thôi đi, tôi cảm thấy trở thành huấn luyện viên thú vị hơn làm học thuật là không thể nào cả đời này cũng không thể làm học thuật hoa wow. việc khả đạt bị la viễn ông nghiêng đầu đầu đầy dấu chấm hỏi hoàn toàn nghe không hiểu hai người đang nói cái gì ha ha nhìn bộ dáng ngơ ngác của đạt đạt áp tiến sĩ đại mộc và la viễn đồng thời nở nụ cười đội cứu hỏa được dẫn đầu bởi dung sa một đội kiểm lâm nhanh chóng đến hiện trường vụ cháy và đội cứu hộ pokemon do Duy dẫn đầu cũng đến cùng một lúc. Các nhân viên bảo vệ rừng chạy tới mang theo lượng lớn thủy hệ thần kỳ bảo bối. Lấy rùa tạp mễ và rùa thủy tiễn làm chủ đạo, đội phòng cháy chữa cháy bảo Lý Long làm phụ nhằm vào đám cháy rừng, bắt đầu làm công tác dập lửa. Đại mộc tiến sĩ vất vả ngày rồi, chuyện tiếp theo xin giao cho chúng tôi là được rồi. Bộ trưởng phân bộ thường bàn hiệp hội bảo vệ rừng cùng quân toa đi tới hướng đại mộc tiến sĩ nói cảm ơn. Không sao, vậy nhờ hai người. Tiến sĩ Đại Mộc gật gật đầu, thu hồi túi lông. La Viễn đồng dạng thu hồi ban cát lạp. Trở về đi, ban cát lạp. Tiến sĩ Omi, người từng là nhà vô địch giải đấu, không có gì bí mật trong giải đấu rằng ông sở hữu một ba gu rong mạnh mẽ. Nhưng người thanh niên bên cạnh tiến sĩ Omi là ai? Tuổi còn trẻ đã có một con ban cát lạp, thật là một người trẻ tuổi lợi hại. La Viễn vừa rồi vẫn không bị chú ý tới, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt đây là la viễn hy lỗ đại mộc tiến sĩ theo bản năng giới thiệu nhưng nói đến một nửa mới nhớ tới la viễn đã từ hy lỗ phu công ty tự chức la viễn tiếp lời tiến sĩ đại mộc tự giới thiệu ta là la viễn nghiên cứu viên đăng ký liên minh hiện nay sắp trở thành huấn luyện viên đăng ký liên minh nhà huấn luyện kim nghiên cứu viên đây chính là la viễn hiện tại cho mình định nghĩa thân phận về phần cái gì hy rút công ty nghiên cứu viên đó là lịch sử đen tối của tiền thân đều theo gió mà đi thôi trong đám cháy lúc trước bàn cát lạp của la viễn có tác dụng mấu chốt nếu như không có la viễn hỗ trợ chỉ sợ căn bản không khống chế được thế lửa tiến sĩ đại mộc không màng danh lợi bất quá điều này không trở ngại hắn tranh công giúp la viễn như vậy sao không ai có thể nghi ngờ lời nói của bác sĩ đai ki với địa vị của đại mộc tiến sĩ trong liên minh hoàn toàn không cần phải nói dối vì thế ấn tượng của mọi người đối với La Viễn biến thành nghiên cứu viên lợi hại có trách nhiệm. Bảo Lâm viên hiệp hội dẫn đầu hướng La Viễn biểu thị cảm tạ. Ta đại biểu thường bàn thì Bảo Lâm viên phân bộ toàn thể thành viên cảm tạ ngươi xuất thủ, nếu không hỏa hoạn khuếch tán, sẽ đối với thường bàn rừng rậm tạo thành khó có thể tưởng tượng trọng thương. Tiện tay mà thôi. Cảm ơn thư hữu lộc lộc 300 điểm khen thưởng. Mùng một chút còn có một chương, lên giá trước mỗi ngày ít nhất canh ba bất định tăng thêm, cầu cất giữ. Chương 08 Ngự Tam Gia Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hỗ trợ cứu hỏa trong mắt la viễn đích xác không tính là đại sự gì. Nhưng đối với các nhân viên kiểm lâm coi bảo vệ rừng và bảo bối hoang dã là mục tiêu cả đời mà nói, tất cả những gì La Viễn làm có ý nghĩa quá lớn. Hai bên lại hàng huyên vài câu, La Viễn và tiến sĩ Đại Mộc thấy lửa giảm dần, cũng cáo từ rời đi trước chuyện chữa cháy giao cho kiểm lâm viên và lính cứu hỏa, chữa trị Pokemon có dây và Gilead ở đây cũng không cần lo lắng, điều tra nguyên nhân gây cháy có dung Sa, đây đều là những người chuyên nghiệp, hắn và tiến sĩ Omi tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Sắc trời dần tối, trở lại sở nghiên cứu, La Viễn liền nhìn thấy tiểu mậu đứng ở cửa. Gia Gia, La Viễn Nhìn thấy La Viễn và tiến sĩ Đại Mộc hai người bình yên vô sự, tiểu mậu thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không phải đặc biệt lo lắng cho gia gia của mình, là cháu trai của tiến sĩ Đại Mộc, gia gia của mình mạnh bao nhiêu tiểu mậu hiểu rất rõ. Hắn càng lo lắng chính là Vẻ mặt này của ngươi là có ý gì? La Viễn không nói gì, làm như là ta rất yếu, chỉ là đi cứu hỏa mà thôi. Chẳng lẽ ngươi rất mạnh sao? Nhưng ta mạnh hơn ngươi. La Viễn đương nhiên nói. Em Tiểu Mậu tên này bây giờ còn chưa có Pokemon. Ngươi cái tên này. Bị la viễn nghẹn hồng, tiểu mậu há miệng, phát hiện mình cư nhiên không có cách nào phản bác. Mình có cần phải lo lắng cho người này không? Tiểu mậu tự hỏi. Câu trả lời là hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa hiện tại hắn rất muốn rút ra một trận. Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng ầm ĩ, đều vào đi. Đại mộc tiến sĩ cười nói, Đồng thời trong lòng hắn có chút cảm khái Tuổi trẻ thật là tốt à Được rồi, La Viễn Tiếp tục lựa chọn lúc trước đi Ba con thần kỳ bảo bối Tiểu Hỏa Long, Kiệt Ni Quy còn có dịu oa hạt giống Ngươi quyết định chọn cái nào sao Đại Mộc Tiến Sĩ một lần nữa đem ba tinh linh cầu đặt ở trước mặt La Viễn Nghĩ kỹ rồi, ta chọn Tiểu Hỏa Long Cái này căn bản không cần suy nghĩ Chọn cái gì hắn đã quyết định trước rồi về phần lý do hắn lựa chọn tiểu hỏa long cũng không chỉ là bởi vì tiểu hỏa long thoạt nhìn tương đối đáng yêu. Hắn coi trọng, chủ yếu là tiểu hỏa long cuối cùng tiến hóa hình phun lửa phi hành thuộc tính. Hắn cần phun hỏa long phi hành thuộc tính, đến giúp hắn bổ sung chính mình hiện tại đội hình bị cách đấu hệ thần kỳ bảo bối khắc chế nhược điểm. Như vậy, tiểu hỏa long liền phó thác cho ngươi. Tiến sĩ Daiki không nói gì về việc chăm sóc con rồng nhỏ, bởi vì sau những chuyện xảy ra trước đó, ông tin rằng La Viễn nhất định có thể chăm sóc con rồng nhỏ. Mở tiên cầu ra. Bạch Quang hiện lên, một con rồng lửa nhỏ màu da cam, trên đuôi thiêu đốt ngọn lửa màu da cam xuất hiện trước người La Viễn. Hoa hoa. Tiểu Hỏa Long nhìn thấy La Viễn lập tức nhào tới, ông lấy đùi hắn, động tác liền mạch lưu loát khiến La Viễn trợn mắt há hốc mồm. La Viễn lắc lắc chân, sửng sốt không bỏ được người này. La Viễn không có biện pháp, đành phải ngẩng đầu xin giúp đỡ tiến sĩ Đại Mộc. Tiến sĩ Đai ki cũng rất kỳ quái, chính mình lúc trước kiểm tra ba con mới bắt đầu Pokemon thời điểm, như thế nào không có phát hiện tiểu tử này như vậy dính người. Tiểu Mậu nhìn La Viễn và Tiểu Hỏa Long. Ông nội, Pokemon của cháu đâu? Tiểu Mậu chờ mong nhìn tiến sĩ Đại Mộc. Theo lý thuyết hẳn là sáng mai sẽ phát Pokemon cho em. Tiểu Mậu nghe được tiến sĩ Đại Mộc nói, lại nhìn la viễn cùng tiểu hỏa long ôm đùi la viễn tâm tình có chút nổ tung bất quá nếu hôm nay la viễn đã lấy được bảo bối thần kỳ ngươi cũng chọn một con đi tiến sĩ đại mộc nói một câu khiến tiểu mậu từ địa ngục thăng lên thiên đường phát ra pokemon ngày liên minh cũng không có quy định đại mộc tiến sĩ cũng không phải cái loại này cứng nhắc lão ngoan cố cũng không cần thiết phải để cho tiểu mậu ngày mai mới có thể lấy được pokemon dù sao tiểu mậu cùng la viễn đêm nay nhất định sẽ ở lại nơi này, sáng mai lúc lĩnh bảo bối thần kỳ cũng nhất định là người đầu tiên lĩnh, sớm một chút muộn một chút không tính là chuyện gì quan trọng, cùng lắm thì ngày mai lại phát hình giám định là được. Thật tốt quá! Tiểu mậu hưng phấn như một đứa trẻ. Đột nhiên cảm giác đứng cùng một chỗ với ngươi thật mất mặt. Thoát khỏi không thể, đành phải đem tiểu hỏa long thu hồi tinh linh cầu la viễn che mặt, không muốn nhìn thấy một mạng như vậy. Tiểu mậu hoàn toàn không thèm để ý, hắn tại hai cái tinh linh cầu trước do dự dãy dù hồi lâu, cuối cùng lựa chọn kiệt ni quy. Nắm kiệt ni quy tinh linh cầu, tiểu mậu hướng la viễn nói. Dùng vừa lấy được Pokemon đến một hồi đối chiến đi, chứng minh hai người chúng ta đến tột cùng ai mạnh hơn. Người gia hỏa này, cố ý đi. La Viễn còn chưa hiểu vì sao tiểu hỏa long của mình vừa ra tới liền cầm đùi mình không buông, làm sao tiến hành đối chiến thần kỳ bảo bối không sao, ngươi có thể dùng Pokemon khác. Tiểu mậu ra vẻ rộng lượng nói, kỳ thật trong lòng đã vui như nở hoa. Theo hắn xem ra, la viễn tiểu hỏa long không có cách nào chiến đấu, tiểu tạp bỉ lại chỉ là một cái chưa từng tiếp xúc qua chiến đấu tham ăn, chính mình thắng chắc rồi. Ngươi xác định. Vẻ mặt la viễn vi diệu nhìn tiểu mậu một cái. Đại mộc tiến sĩ muốn nói lại thôi, biểu tình đồng dạng thập phần cổ quái. Đương nhiên. Tiểu mậu tràn đầy tự tin. Như vậy, tiến sĩ Đại Mộc nhờ ông giúp chuẩn bị sân bãi. La Viễn cười đến thập phần sáng lạng. Cầu sưu tầm cầu hoa tươi, cầu đánh giá. Chương 09 Đối chiến Bạn đang nghe tại truyện.audio Sân sau viện nghiên cứu Đại Mộc có sân đối chiến loại nhỏ được xây dựng mấy năm trước, địa điểm đối chiến của Tiểu mậu và La Viễn được chọn ở đó. Tiến sĩ Đai Ki đảm nhiệm vai trò khán giả và trọng tài của trận đấu này. Đứng ở trên sân huấn luyện, Tiểu Mậu vung tay ném một cái, tinh linh cầu bắn ra một đạo bạch quang, sau đó trên sân liền xuất hiện một con rùa kiệt ni. Vỏ rùa màu đỏ, thân thể màu lam, còn có cái đầu trọc sáng loáng kia, rùa kiệt ni ở trên sân thập phần bắt mắt. Nhìn thấy bộ dáng rùa kiệt ni, La Viễn nhìn Tiểu Mậu lại nhìn rùa kiệt ni, cuối cùng cho ra kết luận. Hai người các ngươi thật giống nhau. Kiệt Ni quy chống nạnh, vẻ mặt túng tụng, giống hệt lúc tiểu mậu trang bức. Đến đây đi, la viễn. Tiểu mậu cùng kiệt ni quy của hắn khí thế rất đủ. Hắn đã nghĩ kỹ, chờ la viễn thả tiểu tạp bỉ ra, hắn lập tức ra lệnh cho kiệt ni quy động thủ. Trước tiên là một bộ súng phun nước đánh sáng bọt, sau đó lại để cho kiệt ni quy xông lên vật lộn với tiểu tạp. Tiểu tạp so với tên tham ăn này sức chiến đấu khẳng định không cao, mình nhất định có thể chiến thắng mà tiến sĩ Đại Mộc ở một bên, là người biết rõ thực lực của La Viễn, lúc này nghe bộ dáng tràn đầy tự tin này của tiểu mậu, thật sự không biết mình nên lộ ra biểu tình gì. Ta đây liền ra tay. La Viễn nhìn cười, ném tinh linh cầu của mình ra. Một đạo bạch quan sáng ngời hơn rất nhiều so với lúc Kiệt Ni Quy xuất hiện. Trong vẻ mặt không dám tin của tiểu mậu. Bùng. Ban các lạp tự như xe tăng hạng nặng xuất hiện ở trên sân, gai nhọn trên người thoạt nhìn dị thường dữ tợn. Bởi vì thân thể quá nặng, hai chân của ban cát lạp dẫm lên ấn ký thật sâu trên sân. Kiệt Ni Quy đã bị dọa đến ngay người. Nó nhìn kẻ địch trước mắt, nội tâm sụp đổ. Chiến đấu vẫn là từ tâm, Kiệt Ni Quy lựa chọn vế sau, sau đó nó bất chấp mệnh lệnh của tiểu mậu, quyết đoán rút vào trong vỏ. Bộc ta thật ngốc, tiểu mậu che mặt mình. Hắn sớm nên nghĩ đến, La Viễn lúc trước dám đến hiện trường hỏa hoạn cứu hỏa nhất định là có chỗ dựa, chính mình còn ngốc hồ hồ khởi xướng khiêu chiến. Hắn lúc này cũng nhớ tới, lúc trước ở thành phố Kim Hoàng La Viễn nói với hắn mình có cái khác thần kỳ bảo bối, hắn lúc ấy không để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, Pokemon kia không phải là ban cát lạp sao. Thế nào, tiểu mậu, còn muốn tiếp tục đánh nữa không? La Viễn phất phất tay với tiểu mậu. Hống. Banjira hét lên như một dấu hiệu răng đe. Không đánh nữa. Tiểu mậu quả quyết nhận thua, thu hồi kiệt ni quy về tinh linh cầu. La viễn ở một bên cho tiểu mậu phân tích nói. Ngươi xem kiệt ni quy của ngươi là thủy hệ thần kỳ bảo bối, tà bàn các lạp là ác nham thạch sông thuộc tính, là bị kiệt ni quy khắc chế. Không đánh, không đánh, tiểu mậu đầu óc lại không hỏng. Cho dù là thuộc tính khắc chế, nhưng hình thể của Kiệt Ni Quy cùng Ban Cát Lạp so sánh ở chỗ này, Kiệt Ni Quy còn không cao bằng đùi của Ban Cát Lạp, lấy cái gì đi thắng. Chật chật, thật đáng tiếc. La Viễn tiếc hận đem Ban Cát Lạp thu hồi tinh linh cầu, vẻ mặt tiếc núi. Tiểu Mậu Ngươi đang tiếc cái gì? Một hồi chiến đấu cứ như vậy không giải quyết được gì, tuy rằng quá trình không có gì đáng xem, nhưng La Viễn vẫn thắng được trận đối chiến này. Đinh, Chúc mừng chủ ký sinh mở khóa Bạch Ngân thành tựu lần thứ nhất đối chiến thắng lợi, đạt được khen thưởng thám tra thuật Suvi. Sử dụng Suvi để có được thông tin về Pokemon, vật phẩm, đạo cụ đang được thăm dò. Quả nhiên đối chiến cũng có thể mở khóa thành tựu, La Viễn sớm đã đoán trước. Mở khóa ba lần thành tựu, La Viễn đối với hệ thống coi như là có chút hiểu biết. Được rồi, đã trễ thế này, đến giờ ăn cơm tối rồi. Tiến sĩ Daiki chào hỏi không kịp xem kỹ năng khen thưởng, La Viễn đuổi theo Tiến sĩ Đại Mộc, đi về phía sở nghiên cứu. Cơm tối được giải quyết ở sở nghiên cứu Đại Mộc, thức ăn là mì ăn liền, Tiến sĩ Đại Mộc, Tiểu Mậu, La Viễn ba người mỗi người một hộp mì ăn liền. Về phần tại sao không nấu ăn? Chủ yếu là bởi vì vô luận là La Viễn, Tiểu Mậu hay là Tiến sĩ Đại Mộc đều chưa từng làm đồ ăn, cho nên chỉ có thể ăn mì ăn liền. Là học giả nổi tiếng thế giới Lăng lộn thành tiến sĩ Đại Mộc cũng không có ai. Tôi cảm thấy tiến sĩ Đại Mộc nên tìm một trợ lý, nếu không sau này đến sở nghiên cứu, chẳng phải mỗi lần đều phải ăn mì ăn liền sao? La Viễn nuốt mì xuống bụng nói. Đúng vậy, ông nội. Tiểu Mậu cũng phụ họa nói. So với La Viễn thỉnh thoảng mới ăn một hai bữa mì ăn liền còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, thường xuyên đến sở nghiên cứu, mỗi lần hắn đều chỉ có thể ăn mì ăn liền đối với mì ăn liền càng thêm căm thù đến tận xương tủy cái này sau này hãy nói đại mộc tiến sĩ cười nói sang chuyện khác hắn cũng không muốn tìm một trợ lý sinh hoạt đơn thuần hắn càng nghiêng về loại trợ lý có thể hiệp trợ hắn nghiên cứu như la viễn đáng tiếc nghiên cứu viên hiện tại trình độ có thể mạnh như la viễn thật sự là quá ít ts tiểu mậu là con trai duy nhất cho nên không có chị gái nào sống ở thị trấn chân tân bộ sưu tập hoa và đánh giá hàng ngày. Chương 10 Tiếp cận người tiểu hỏa long Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Giải quyết xong bữa tối, La Viễn cuối cùng cũng có thời gian nghiên cứu tiểu hỏa long một chút. Hoa hoa Vừa được thả ra, tiểu hỏa long sẽ nhào lên người hắn, La Viễn không chuẩn bị quá sớm đè đầu tiểu hỏa long lại. Tiểu hỏa long hai bàn tay ngắn lung tung vung vẫy trên không trung, nhưng hiển nhiên tiểu hỏa long tay rất ngắn căn bản với không tới la viễn. Để ta xem rốt cuộc là nguyên nhân gì. La viễn cho tiểu hỏa long một thuật dò xét. Rộng lửa nhỏ, giới tính. nam tính chất. Cháy dữ dội kỹ năng. Cắn, màn khói, tia lửa cảm nhận. Sense Perceptino đánh giá. Pokemon ban đầu mà liên minh nuôi dưỡng cho các huấn luyện viên mới, có tiềm năng cực kỳ xuất sắc trong khi có tài năng đặc biệt đặc tính là mảnh hỏa, kỹ năng nắm giữ hỏa hoa cũng không phải rất kỳ quái, bất quá cái này đặc thù tài năng là chuyện gì xảy ra. La Viễn chú ý tới tài năng đặc thù mà hệ thống nhắc tới. Hệ thống nhanh chóng giới thiệu. Nhạy cảm cảm giác, bởi vì thân đại ảnh hưởng, tiểu hỏa long trời sinh liền có được thập phần nhạy cảm năng lực cảm giác, có thể dễ dàng phát hiện địch nhân ác ý cùng rất nhỏ năng lượng dao động, nguyên lai chính là nguyên nhân tiểu hỏa long dính ta sao. La Viễn Đại khái đoán được vì sao tiểu hỏa long dính mình như vậy. Đều là do thường bàn lực lúc trước mình có được gây ra. Tiểu hỏa long La Viễn thử điều động thường bàn lực, quả nhiên, tiểu hỏa long cảm nhận được thường bàn lực càng thêm hưng phấn. Xuyên qua thường bàn lực, hắn có thể cảm nhận được tiểu hỏa long rất thích mình. Tiểu hỏa long nhiệt tình nhìn đến La Viễn tặc lưỡi. Ta đạt được thật sự là thường bàn lực, không phải cắn thuốc lực sao? thường bàn chi lực năng lực hẳn là câu thông cùng chữa khỏi, như thế nào đến tiểu hỏa long nơi này liền biến thành bộ dáng này. Cũng may thường bàn chi lực cũng không thật sự là cắn thuốc chi lực, là viễn trấn an một chút, vẫn cùng nhiệt tiểu hỏa long cuối cùng bình tĩnh trở lại. Sau này chúng ta chính là đồng bạn. La viễn vương tay về phía tiểu hỏa long. Hoa hoa. Tiểu hỏa long nghiêm túc gật đầu, sau đó hai mắt to chớp chớp. Một phát bắt được cánh tay la viễn, thuận tiện cắn lấy quần áo của hắn. Mặc kệ La Viễn túng thế nào, nó chết cũng không buông tay. Trời ạ, à, tiểu tạp bỉ, mau tới giúp ta kéo nó ra. Tạp bỉ Tiểu tạp bỉ đem đầu từ trong chậu lấy ra, nghiêng đầu nhìn thoáng qua La Viễn, do dự một chút, tự hồ là cảm thấy ăn cơm càng thêm quan trọng, vì thế nó tiếp tục vùi đầu ăn. Sáng sớm hôm sau hôm nay tiến sĩ Đai Kỳ tinh thần tỏa sáng, dường như là để làm một tấm gương tốt cho huấn luyện viên mới xuất phát tiến sĩ đai kỳ cố ý sửa sang lại kiểu tóc của mình một chút la viễn cho ngươi đây là đồ dám của ngươi đại mộc tiến sĩ đem thần kỳ bảo bối đồ dám đưa cho la viễn đồng thời đưa tới còn có năm quả tinh linh cầu đồ dám ngươi nên biết ta cũng không nói nhiều tinh linh cầu xem như một món quà nhỏ liên minh dành cho huấn luyện viên mới tiếp nhận đồ dám la viễn gật gật đầu Thần kỳ bảo bối đồ giám cũng không đơn giản, không chỉ có thể dẫn dắt người mới huấn luyện gia nhanh chóng quen thuộc chủng loại cùng đặc tính của thần kỳ bảo bối, còn có thể trở thành chứng minh thân phận để dùng, thậm chí bằng vào đồ giám thậm chí có thể ở trung tâm thần kỳ tá túc miễn phí. Đương nhiên, La Viễn bằng vào hắn nghiên cứu viên tư cách chứng nhận cũng có thể tại Pokemon trung tâm miễn phí tá túc, nhưng tóm lại là không có đồ giám công năng phong phú như vậy. Tiểu mẫu tên kia đâu? Cất kỹ đồ giám La Viễn nhìn trái nhìn phải, không phát hiện bóng dáng Tiểu Mậu. Tiểu Mậu à, hắn nói hắn muốn cái thứ nhất xuất phát, cho nên sáng sớm liền cầm đồ dám đi rồi. Đại Mộc Tiến sĩ nói ra Tiểu Mậu thời điểm cười lắc đầu, lại không chào hỏi ta. Xem ra kế hoạch đi nhờ xe đến thành phố thường bàn không thể không hủy bỏ. Đại Mộc Tiến sĩ như là đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Đúng rồi, La Viễn lúc trước cứu hỏa đụng phải bảo vệ rừng hiệp hội buổi sáng gọi điện thoại tới nói là mời ngươi đi thường bàn thành phố bảo vệ rừng hiệp hội phân bộ làm khách hiệp hội bảo vệ rừng cháy rừng thường bàn đã được dập tắt chưa tối hôm qua đã dập tắt may mà không tạo thành tổn thất quá lớn tâm tình tiến sĩ đại mộc cũng không tệ lắm vậy nguyên nhân cháy thì sao đã điều tra ra chưa theo người của hiệp hội kiểm lâm nói hình như là một huấn luyện viên ở trong rừng thường bàn dùng lửa phun lửa của rồng phun lửa nướng thịt kết quả không cẩn thận đốt cháy một cây đại thụ, vừa vặn gần đó lại đi ngang qua một con đạn két, bị ngọn lửa đốt cháy. cộng thêm gần đây khí hậu tương đối khô ráo, thủy hệ pokemon bình thường sinh hoạt trong rừng đều quay về hồ bổ sung nước, chưa kịp ngăn chặn hỏa hoạn. cuối cùng, ngọn lửa ngày càng lớn và gây ra cháy rừng. la viễn trợn mắt há hốc mồm, còn có loại thao tác này. lúc đầu sau khi tôi nghe được, cũng cảm thấy điều này căn bản không có khả năng tiến sĩ đai kỳ nói kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất gây ra hỏa hoạn chính là người huấn luyện rồng phun lửa kia lúc rồng phun lửa đốt cây đại thụ đã không làm tốt biện pháp dập lửa nhìn thấy đột nhiên bốc cháy anh ta trực tiếp chạy mất sau này cậu đi du lịch chú ý một chút thụ giáo la viễn hạ quyết tâm về sau mình tuyệt đối không thể ngu xuẩn như vậy yêu cầu sưu tầm